huyện Thủy Nguyên có diện tích là 242,87 km2, dân số năm 2019 là 333.810 người, mật độ dân số đạt 1.374 người trên 1 km2. Địa hình Thủy Nguyên khá đa dạng, dốc từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam, vừa có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc. Vùng đất Thủy Nguyên có từ xa xưa, tên cũ là Giang Nam Triệu, sau là Thủy Đường. Phần núi được xếp vào loại cổ nhất của ở Hải Phòng qua những di chỉ khảo cổ, học Tràng Kênh, Việt Khê, vân vân. Còn phần đậu đồng bằng có từ sau Công Nguyên. Thời Hùng Vương, vùng đất này thuộc bộ Dương Tuyền, Thang Tuyền, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời Hán thuộc địa phận huyện An Định, quận Giao Chỉ. Tên gọi Thủy Đường được nhắc đến nhiều lần trong sử sách thời thuộc Minh. Năm 1407 cho đến năm 1427, trước đó là Giang Nam Triệu. Ở đây, Giang là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện. Trong Giang có nhiều trang. Loại đơn vị hành chính này có ở Thủy Nguyên nhiều hơn các huyện khác thuộc thành phố Hải Phòng. Giang Nam Triệu, tức là huyện Thủy Đường, có từ thời Tiền Lê. Địa bàn Giang này bao gồm các huyện Giáp Sơn, An Dương, Thủy Đường thời Hậu Lê, thời Lý, thời Trần, thuộc Lộ Hồng, cuối đời Trần thuộc Châu Đông Triều, Lộ Hải Đông, thời Hậu Trần thuộc Phủ Lộ Tân Hưng, thời thuộc Minh thuộc Lộ Tân Yên, thời Lê Sơ thuộc Phủ Kinh Môn, Lộ Lam Sách. Từ năm Quang Thuận thứ 10, năm 1469, là một trong 7 huyện thuộc Phủ Kinh Môn, Thừa Tuyên Hải Dương, Giáp Sơn, Đông Triều, Kim Thành, An Lão, An Dương, Nghi Dương và Thủy Đường. Thời Tây Sơn, huyện Thủy Đường thuộc Phủ Kim Môn, trấn Yên Quảng. Thời nhà Nguyễn, huyện Thủy Đường thuộc Phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Thời Đồng Khánh, tên húy vua là Nguyễn Phúc Ưng Đường, huyện Thủy Đường đổi thành huyện Thủy Nguyên. Từ năm 1887 là một trong 4 huyện An Dương, An Lão, Nghi Dương và Thủy Đường thuộc tỉnh Hải Phòng. Từ năm 1898, tỉnh Hải Phòng đổi thành tỉnh Phù Liễn. Từ năm 1906, tỉnh Phù Liễn đổi thành tỉnh Kiến An. Từ năm 1949, có tài liệu ghi năm 1947 thuộc tỉnh Quảng Yên. Ngày 4 tháng 3 năm 1950 được cắt về tỉnh Kiến An. Cuối năm 1962, tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng hợp nhất. Huyện Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng, khi đó huyện có 33 xã: An Lư, An Sơn, Cao Nhân, Chính Mỹ, Đông Sơn, Dương Quan, Hòa Bình, Hoa Động, Hoàng Động, Hợp Thành, Kênh Giang, Kiền Bái, Kỳ Sơn, Lại Xuân, Lâm Động, Lập Lễ, Liên Khê, Lưu Kiếm, Minh Đức, Minh Tân, Mỹ Đồng, Ngũ Lão, Phả Lễ, Phù Ninh, Phục Lễ, Quảng Thanh, Tam Hưng, Tân Dương, Thiên Dư Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Thủy Triều, Trung Hà. Có thể nói, bức tranh kinh tế Thủy Nguyên trong giai đoạn gần đây đã có những gam màu sáng, hoạt động kinh tế sôi động hơn, đã mang lại hơi thở mới trong cuộc sống của người dân nơi đây. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân Thủy Nguyên được cải thiện rõ rệt nhờ có biện pháp chăm lo đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển toàn diện của Đảng bộ và chính quyền huyện Thủy Nguyên. Quận ơi,
vào khi đất trời những cánh rừng tiêm do ta kéo hô quan hạ hiểm yêu góc gỗ cắm sâu trên đất địa linh dưới dòng thủy chiến thế trận răng đằng giang ôm mã lưu quê kinh hồn bạt vía lệ cờ phan tiếp tim nát gan tan ngọn tư thủ nhớ bậc thượng phụ cấm quá lộ quân dân một lòng xa thân ngựa hí quân gieo dây đất trời lửa cháy thuyền tan trên sông huyền thoại u bỏ linh khí cờ xí dập trời dưới bóng hoàng tôn đền thiêng hương khói cùng đất địa linh nhân kiệt bạch đằng linh thiêng hồn sông đôi cao quỳ vòng Oh.
Trời thủy nguyên mênh mông, nước thủy nguyên mênh mông. Ở nơi ấy có một dòng sông, dòng sông Bạch Đằng. Từ ngàn xưa cha ông đã đánh giặc trên sông, cả ba lần rực rỡ chiến công, lưu danh ngàn đời. Đường phố mang tên dòng sông, để lòng người trăm năm vẫn nhớ, để ngàn đời không quên không quên. Nhà con tàu đi xa đi xa, Bạch Đằng xanh, đất thủy nguyên tươi xanh. Ở nơi ấy đất trời biển xanh, màu xanh huyền thoại. Mặt trời lên sương tan, trắng cánh cò bay ngang. Lại nhớ về một thời rất xa, trên sông lửa đỏ ngọn sóng sông khói trắng. Giữa cuộc đời xanh nguyên dòng sông, bài hát mang theo niềm vui. Ngày từng ngày quê hương đổi mới, xanh đôi bờ con sông thân yêu. Đường phố mang tên dòng sông, để lòng người trăm năm vẫn nhớ, để ngàn đời không quên không quên. Nhà mãi mang tên dòng sông, niềm tự hào quê hương đất nước. Theo con tàu đi xa đi xa, Bạch Đằng ơi, Bạch Đằng ơi.
huyện Thủy Nguyên có diện tích là 242,87 km², dân số năm 2019 là 333.810 người, mật độ dân số đạt 1.374 người trên 1 km². Địa hình Thủy Nguyên khá đa dạng, dốc từ phía tây bắc xuống đông nam, vừa có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc. Vùng đất Thủy Nguyên có từ xa xưa, tên cũ là Giang Nam Triệu, sau là Thủy Đường. Phần núi được xếp vào loại cổ nhất của ở Hải Phòng qua những di chỉ khảo cổ học Tràng Kênh, Việt Khê, vân vân. Còn phần đậu đồng bằng có từ sau Công Nguyên. Thời Hùng Vương, vùng đất này thuộc bộ Dương Tuyền, Thang Tuyền, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời Hán thuộc địa phận huyện An Định, quận Giao Chỉ. Tên gọi Thủy Đường được nhắc đến nhiều lần trong sử sách thời thuộc Minh. Năm 1407 cho đến năm 1427, trước đó là Giang Nam Triệu. Ở đây, Giang là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện. Trong Giang có nhiều trang. Loại đơn vị hành chính này có ở Thủy Nguyên nhiều hơn các huyện khác thuộc thành phố Hải Phòng. Giang Nam Triệu, tức là huyện Thủy Đường, có từ thời Tiền Lê. Địa bàn Giang này bao gồm các huyện Giáp Sơn, An Dương, Thủy Đường thời Hậu Lê, thời Lý, thời Trần, thuộc Lộ Hồng, cuối đời Trần thuộc Châu Đông Triều, Lộ Hải Đông, thời Hậu Trần thuộc Phủ Lộ Tân Hưng, thời thuộc Minh thuộc Lộ Tân Yên, thời Lê Sơ thuộc Phủ Kinh Môn, Lộ Lam Sách. Từ năm Quang Thuận thứ 10, năm 1469, là một trong 7 huyện thuộc Phủ Kinh Môn, Thừa Tuyên Hải Dương, Giáp Sơn, Đông Triều, Kim Thành, An Lão, An Dương, Nghi Dương và Thủy Đường. Thời Tây Sơn, huyện Thủy Đường thuộc Phủ Kim Môn, trấn Yên Quảng. Thời nhà Nguyễn, huyện Thủy Đường thuộc Phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Thời Đồng Khánh, tên húy vua là Nguyễn Phúc Ưng Đường, huyện Thủy Đường đổi thành huyện Thủy Nguyên. Từ năm 1887 là một trong 4 huyện An Dương, An Lão, Nghi Dương và Thủy Đường thuộc tỉnh Hải Phòng. Từ năm 1898, tỉnh Hải Phòng đổi thành tỉnh Phù Liễn. Từ năm 1906, tỉnh Phù Liễn đổi thành tỉnh Kiến An. Từ năm 1949, có tài liệu ghi năm 1947 thuộc tỉnh Quảng Yên. Ngày 4 tháng 3 năm 1950 được cắt về tỉnh Kiến An. Cuối năm 1962, tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng hợp nhất. Huyện Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng, khi đó huyện có 33 xã: An Lư, An Sơn, Cao Nhân, Chính Mỹ, Đông Sơn, Dương Quan, Hòa Bình, Hoa Động, Hoàng Động, Hợp Thành, Kênh Giang, Kiền Bái, Kỳ Sơn, Lại Xuân, Lâm Động, Lập Lễ, Liên Khê, Lưu Kiếm, Minh Đức, Minh Tân, Mỹ Đồng, Ngũ Lão, Phả Lễ, Phù Ninh, Phục Lễ, Quảng Thanh, Tam Hưng, Tân Dương, Thiên Dư Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Thủy Triều, Trung Hà. Có thể nói, bức tranh kinh tế Thủy Nguyên trong giai đoạn gần đây đã có những gam màu sáng, hoạt động kinh tế sôi động hơn, đã mang lại hơi thở mới trong cuộc sống của người dân nơi đây. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân Thủy Nguyên được cải thiện rõ rệt nhờ có biện pháp chăm lo đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển toàn diện của Đảng bộ và chính quyền huyện Thủy Nguyên.